Ok, thầy xin chào tất cả các con. Nào, chúng ta sẽ ổn định một vài phút để chúng ta bắt đầu buổi chữa bài tập tuần này nhé, các con nhé. Nhờ thầy. Dạ vâng, ok. Thầy chào Nam Thái, thầy chào tất cả các con. OK, rồi chúng ta sẽ bắt đầu buổi chữa bài tập thôi. Nào, xin mời cả lớp. Ở cái tuần học trước ý, thì thầy có dừng lại một tuần bởi vì là chúng ta thầy có chia sẻ là bởi vì là cái bài tập để nó chưa hết hạn nộp đúng không đúng chưa ok vậy bây giờ chúng ta sẽ bắt tay vào chữa hai phiếu bài tập liền các con nhé đó là phiếu bài tập của tuần uh, phát ngày mùng 6 tháng 12 và một phiếu bài tập phát ngày 10 uh, 13 tháng 12 được không ạ hai cái phiếu liền hôm nay chúng ta sẽ cùng chữa cả hai phiếu vậy ok cả lấy một cái nữa thầy muốn hỏi các con một chút là hình như thầy được biết là khối 8 của quận Hà Đông thì đã mới thi học kỳ rồi các con làm bài có tốt không Cách đây 1-2 hôm gì đấy, đúng không ạ? Mới hôm thứ 5 thôi ạ Thứ 5, ờ, ok, tức là cách đây 2 hôm đúng không? Ok, thì được. cả lớp các con làm bài có tốt không ạ? Làm ổn thôi à? chắc ạ, chắc à? cầm chắc 7 điểm toán Thế ạ, cầm chắc 7 điểm toán Phải cầm chắc điểm 9, điểm 10 chứ Cầm chắc điểm 7 thôi à Phải hơn, phải điểm phải cao hơn nữa, đúng không ạ? Tại vì sao? Tại vì là thực chất là chúng ta đã được đi học thêm rồi nhất là học thêm sư phụ nghĩa ngoài ra các con còn học thêm ở trên trường đúng không thế thì cái việc mà làm bài tốt ấy, đấy là cái việc mà chúng ta cần phải đạt được nên nếu mà không được điểm 8, điểm 9, điểm 10 như vậy là hơi bị thất bại một tí đấy được chưa 7 điểm với 7 điểm rưỡi thì mức độ ở mức độ vừa phải thôi được chưa thầy phải đòi hỏi cao hơn ok rồi bây giờ chúng ta sẽ đi vào nội dung của cái đề ngày mùng 6 tháng 12 trước các con nhé hôm nay sẽ làm một loạt luôn trả nợ không? ok bài đầu tiên cho biểu thức a như thế này câu hỏi đầu tiên là yêu cầu đi rút gọn và câu thứ hai đó là tìm x để a bằng 4 vậy thì thầy sẽ rút gọn thật nhanh chóng trước khi rút gọn luôn luôn phải nhớ đến đó là điều kiện xác định cả lớp nhá điều kiện xác định điều kiện xác định là cái gì là điều kiện để cho tất cả các mẫu thức phải là khác không vậy ta có được điều kiện này x bình phương cộng 2x 3 khác không. Thứ hai là x 1 khác không. Và cuối cùng là x cộng 3 cũng phải khác không nốt. Vậy thầy sẽ bình tĩnh thầy giải các này ra. Thằng đầu tiên này thì nó chính là tích của x 1 nhân x cộng 3 cả lớp ạ. À. X x 1 nhân x cộng 3. Phân tích ra thức hình nhân tử. Cái này là kỹ năng hết sức quen thuộc của chúng ta. Thằng thứ hai là x khác 1. Thằng thứ ba là x khác âm 3. Được không ạ? À? X khác âm 3 nhá. Như vậy đến đây thầy sẽ giải ra được đó là x cần phải khác 1 và x khác âm 3. Ok. Và đây chính là điều kiện xác định của chúng ta. Với điều kiện đã có rồi thì chúng ta sẽ đi rút gọn nó bằng cách như sau. Ta có với điều kiện là x khác 1 và x khác trừ 3 thì biểu thức A của chúng ta được rút gọn như sau. Biểu thức A được rút gọn như sau hoặc là được biến đổi như sau cũng được và các con có thể viết từ là được biến đổi tương đương, và lớp nhớ nhá biến đổi tương đương. Vậy đến đây ta có a bằng à, bước đầu tiên là viết nguyên lại cái đầu bài đã cộng 26x trừ đi 19 dưới mẫu này của chúng ta đó là để thầy ok <laughs> để cho cái thằng này là lấy thành cái đường cho nó đẹp nhá Đấy, đẹp chưa? À, chia cho x bình phương cộng với 2x trừ đi 3 trừ đi 2x trên x trừ đi 1 và cộng với x trừ đi 3 trên x cộng 3. Vậy đến đây ta sẽ đi quy đồng mẫu thức chung bằng cách đầu tiên là cần phải phân tích cái mẫu thức của thằng đầu tiên trước. Đó là x mũ 3 cộng 26x trừ đi 19 này. Dưới mẫu của chúng ta là x trừ đi 1 nhân với x cộng 3 đóng ngoặc vào trừ đi thằng này là 2x trên x 1 x 1 chúng ta cần phải nhân thêm thành phần x cộng 3 đó là nhân từ phụ đúng không cả lớp vậy thằng này sẽ nhân thêm x cộng 3 vào nhá cộng với x 3 nhân thêm nhân từ phụ còn thiếu đó là x 1 dưới mẫu là x 1 nhân x cộng 3 đến đây thầy sẽ được tất cả ba thằng này cùng một mẫu thức chung x 1 nhân x cộng 3 trên tử thằng đầu tiên giữ nguyên x mũ 3 cộng 26x trừ đi 19 à, Trừ đi này 2x bình phương trừ đi 6x Cộng với x bình phương trừ 3x trừ 4x Vậy là trừ 4x cộng với 3 Vậy đến đây thầy sẽ được như sau Bằng Chém hoa quả đi nhá Trừ 2 cộng 1 như vậy còn x mũ 3 trừ đi x bình phương Đồng ý không ạ 26 trừ 6 trừ 4 như vậy là trừ 10 Vậy là còn trừ 16x cộng 16x này Trừ đi 16 dưới mẫu của chúng ta giữ nguyên là x 1 nhân với x 3 đến đây thì ai chẳng phát hiện ra được xuất hiện được nhân tử tiếp theo đó là x 1 nhân với x bình phương cộng với 16 đóng bằng ngoặc chia cho thằng này đúng không cả lớp à, ở đây thầy sẽ có x 1 nhân với x 3 và thằng này sẽ bằng x bình phương cộng với 16 trên x 3 cả lớp nhá Được chưa nào Ok <laughs> đây chính là rút gọn của thầy đấy ạ, kết quả rút gọn đã xong. À, thứ hai là chúng ta cần phải làm cô B nữa. Nhưng trước khi bước để làm cô B thì chúng ta phải có một câu kết luận. Vậy A của chúng ta bằng x bình phương cộng với 16 trên x cộng 3 với x cần phải khác x khác 0 À xin lỗi x khác 1 và x khác trừ 3 chứ thầy viết sai x khác 1 và x khác trừ 3. Được không cả lớp? Đây là câu A. Câu B của chúng ta đầu bài như sau. Tìm x để A của chúng ta bằng bằng 4 hay sao ấy nhỉ? Bằng 4. Đúng rồi. Tìm x để A bằng 4. Vậy đến đây ta có à, để A bằng 4 thì ta sẽ có được cái gì? X bình phương cộng với 16 trên x cộng với 3, thằng này sẽ bằng 4. Điều này sẽ dẫn tới suy ra x bình phương cộng với 16 sẽ bằng 4 nhân x cộng 3. Được không các con? Giải thằng này tương đương, đến đây thì giải tương đương được. Trên này phải suy ra, cả lớp còn nhớ vì sao không ạ? Vì ở đây cái mẫu thức của chúng ta đang có mẫu thức là x cộng 3, cần phải có điều kiện xác định, đó là x khác 1 và x khác chữ 3 cả lớp nhá. Thế còn cái thằng ở dưới này, ý, thì đây lại là trở thành phương trình mà trở thành cái uh, phương trình tìm x mà lại uh, uh, không hề có điều kiện gì nên dòng trên dòng dưới chúng ta phải sử dụng dấu suy ra còn đến đây thì lại dùng tương đương được thoải mái x bình phương trừ 4x cộng 16 mà trừ đi 12 vậy là cộng 4 bằng 0 đến đây x trừ 2 tất cả bình bằng 0 tức là thầy sẽ tìm ra được x 2 bằng 0 hay nói cách khác nó là x bằng 2 được không cả lớp và thằng này rõ ràng là thỏa mãn điều kiện các con nhé thỏa mãn điều kiện xác định để chưa nào và đến đây đi đến kết luận cho thầy vậy với x bằng 2 thì a của chúng ta bằng 4 ok rồi xin mời cả lớp chữa cho thầy bài này cả lớp hoàn toàn ok 100% chưa có ai phản đối không hoặc là có ai không hiểu phần nào không thì con, các con có thể chia sẻ với thầy nhé. <laughs> ok. Rồi, chúng ta sẽ chuyển sang nội dung của cái bài tiếp theo. Đó là bài số 2. Cái bài số 2 này của chúng ta thì... Dạ vâng. Rút gọn là không phải rút gọn kết hợp với điều kiện xác định mà là bắt buộc. Nói rút gọn không ấy thì các con bắt buộc phải nghĩ ngay đến việc là tìm điều kiện xác định cả lớp nhớ nhá. Bắt buộc điều đấy là bắt buộc. Được chưa nào? Bởi vì cả lớp có biết vì sao thầy sẽ lý giải ngay bây giờ đây. Cả lớp phải nhớ cho thầy này. Bây giờ thầy hỏi nhá nếu mà chúng ta không có được điều kiện xác định như thế này thì có nghĩa là hai cái phân thức các cái phân thức này này cái mẫu của nó sẽ không thể thỏa mãn là điều kiện khác không đúng không ạ mẫu thức mà không khác không ấy thì dẫn tới các phân thức này không hề tồn tại mà phân thức không tồn tại thì cái biểu thức a này làm sao mà có được nó vậy thì nếu không có được nó thì chẳng cần phải rút gọn làm gì cả lớp nhớ chưa nào như vậy muốn rút gọn được thì có nghĩa là các phân thức phải là tồn tại. Mà phân thức tồn tại tức là phải đi tìm điều kiện xác định đầu tiên. Cả lớp nhớ cho thầy rõ ràng điều này, hết sức là uh, rõ ràng nhá. Muốn rút gọn được thì phải có được điều kiện xác định, tức là phải đi tìm điều kiện xác định trước. Đây là cái đầu tiên. Ok. Rồi. Chúng ta chuyển sang nội dung ý số 2. <laughs> đầu tiên điều kiện xác định Điều kiện xác định ở đây gồm có những cái gì? Thứ nhất là x 1 khác 0. x cộng 1 khác 0. x bình phương trừ 1 khác 0. Và cuối cùng là 3x cộng với 9 trên x bình phương trừ 1 cũng phải khác 0 nốt. Cả lớp có biết vì sao lại có cái thằng này không? Bởi vì thằng này đang đóng vai trò nó là gì đây? Số chia. Mà số chia thì đương nhiên số chia không được phép bằng 0. Vậy đến đây cả lớp sẽ tìm ra được điều kiện đó là x khác cộng trừ 1 và x khác âm 3 được chưa cả lớp ơi uy tín chưa rồi vậy với điều kiện thầy đã có rồi thì bây giờ chúng ta sẽ đi làm tiếp cả lớp nhá rồi tiếp tục này vậy với điều kiện x khác một cộng trừ một x khác cộng trừ một chấm phẩy x khác trừ 3 thì chúng ta sẽ đi rút gọn biểu thức A thì biểu thức A được rút gọn như sau được rút gọn như sau sau đó chúng ta đi biến đổi biểu thức A này thầy sẽ lấy lại đầu bài nhé A bằng cái gì đây Đây, lấy luôn cái thằng A này. Thế sẽ ăn gian một dòng. Được không nào? Ăn gian một dòng nhé. Vậy A của chúng ta sẽ bằng như sau. A bằng. 7 trừ đi 2X ở trên tử. Ở dưới mẫu này là X trừ 1. Cộng với 2X trên X cộng 1. Sau đó trừ đi 1 trên x 1 nhân x cộng 1 tung nó ra đóng ngoặc vào chia cho thằng này là 3 nhân với x cộng 3 dưới mẫu vẫn là x bình phương trừ đi 1 thôi vậy đến đây thầy sẽ quy đồng bộ số chung x trừ đi 1 x đi 1 nhân x cộng 1 này dưới mẫu là 7 trừ đi 2x thì trên tử cũng phải nhân với thành phần x cộng 1 nữa vào được chưa nào cộng với 2x nhân với x trừ đi 1. Dưới mẫu là x trừ 1 nhân x cộng 1. Ok. Trừ đi 1 trên x trừ 1 nhân x cộng 1. Tất cả cho trong ngọc vuông. Chia là nhân nghịch đảo. X bình phương trừ 1 trên 3 nhân với x cộng 3. Đến đây ta sẽ đi lấy mẫu thức chung ở trong mẫu. Ở trong cái ngoặc này. X trừ 1. X bình phương trừ 1 này. Thầy nhân tung thằng này ra nhá 7x mà trừ đi 2x vậy là dương 5x trừ 2x bình phương uh, cộng với 7 cộng với 2x bình phương trừ đi 2x trừ đi 1 nhân với x bình phương trừ đi 1 trên 3 nhân x cộng 3 nào rút gọn đi chém hoa quả này 5 trừ 2 vậy là còn lại là 3x cộng 7 là vậy là cộng 6 cả lớp nhá được không ạ vậy đến đây thầy sẽ được là gì là <laughs> à 3 nhân với x cộng với 2 trên tử x bình phương trừ đi 1 nhân với x bình phương trừ đi 1 trên 3 nhân với x cộng 3 đóng ngoặc vào. Đấy. Vậy cả lớp đã nhìn thấy phát hiện chém được tất cả những cái thằng này đi với nhau chưa cả lớp ơi? Vậy còn là x cộng 2 trên x cộng 3 cả lớp nhá. Được chưa nào? Đến đây cả lớp nhớ cho thầy có kết luận này. Vậy. Rồi, xin mời cả lớp chữa thần này vào trong vở cho thầy. Sau đó chúng ta sẽ chuyển sang nội dung ý thứ hai. <laughs> ok bạn Thắng có hỏi thầy là ở câu A Tại sao lại không xét luôn cả cái mẫu bằng 4 là như nào nhỉ? thầy thấy thấy chưa hiểu lắm ạ. À, bạn thắng cho thầy hỏi là câu A này là câu A ý con đang hỏi câu A của bài 2 hay câu A của bài 1 ạ? Ok câu A 71 đây. Câu A 71 đây. À, như thế nào nhỉ? Bạn thắng có thể chia sẻ lại cho thầy được không ạ? Nó bảo rằng là tìm x để a bằng 4 tức là con đang hỏi câu a rút gọn. Cái việc rút gọn này thì con đã hoàn toàn ok chưa? Bạn Thắng ơi. A đầu câu B. A đầu câu B là như nào? <laughs> ok thầy chưa hiểu lắm. Uh, đây là ý a của cái câu thứ hai là đầu tiên rút gọn nhé thì thầy đã rút gọn thành công rồi bây giờ chúng ta chuyển sang ý tiếp theo đó là ý b đúng không ạ ok rồi không sao đâu cái việc mà các con chưa chưa hiểu kỹ nó là chuyện bình thường mà có vấn đề gì đâu à thế ạ ok không sao không vấn đề gì vậy đến đây ta sẽ xử lý ý b nhá đây, ý B của chúng ta đây và với cái giá trị B rút gọn được là như sau với A của chúng ta ở cái câu A ấy là bằng x cộng 2 trên x cộng 3 được không ạ? được không con? ok nhá rồi tiếp tục chiến tiếp về đây câu B của chúng ta ta có này trị tuyệt đối của tính A biết thằng này vậy đầu tiên ta sẽ có được ta có trị tuyệt đối của x 2 thì bằng 1 điều này dẫn tới là gì sẽ xảy ra tương đương với xảy ra trường hợp thứ nhất đó là x 2 bằng 1 hoặc x 2 bằng âm 1 các con sẽ tìm ra được hai giá trị của x đó là x bằng 3 hoặc x bằng dương một cả lớp nhá dương 1 thế nhưng mà chúng ta phải kiểm tra xem hai cái giá trị này thì có cái thằng nào không thỏa mãn điều kiện hay không vậy phải quay trở lại điều kiện xem một tí à đây rồi điều kiện chúng ta đây được không ạ x cần phải khác cộng trừ 1 và x khác trừ 3 chuẩn không ạ như vậy là có một thằng vi phạm rồi cả lớp ơi Thằng này không thỏa mãn điều kiện Thằng này không thỏa mãn điều kiện các con nhá Vậy thằng này sẽ loại đi Không lấy giá trị này Không phải là không lấy mà là cái giá trị x bằng 1 này ấy, Thì sẽ không thỏa mãn được cái điều kiện ở bên trên Còn thằng này thì là thỏa mãn Thỏa mãn điều kiện Được không ạ Vậy đến đây ta sẽ có trình bày như sau này Với X bằng 3 mở ngoặc thỏa mãn điều kiện phẩm mãn điều kiện. Ta thay vào biểu thức A, ta thay vào A thì ta sẽ có được như sau. Cả lớp nhìn nhá. A bằng x cộng 2 trên x cộng 3 vậy ta sẽ thay bằng 3 cộng 2 trên 3 cộng 3. Như vậy thằng này sẽ bằng là 5/6 cả lớp nhá. Cả lớp nhớ cho thầy có kết luận. Vậy A sẽ bằng 5/6 khi x của chúng ta sẽ nhận giá trị là bằng 3, được chưa nào? Ok đây là nội dung của câu B bây giờ câu C này tìm x thuộc Z để A thuộc Z như vậy A của chúng ta thì đang là có x cộng 2 trên x cộng 3 trên x cộng 3 được không ạ Ok Vậy thầy sẽ tách cái thằng này ra một tí Nó sẽ bằng như sau Sử dụng phương pháp đặt gạch này X cộng 3 trên tử trừ đi 1 Chia cho x cộng 3 ở giấy mẫu Thằng này sẽ bằng 1 trừ đi 1 trên x cộng 3. Như vậy để A thuộc Z thì đến đây ta sẽ có được như sau. Để A thuộc Z thì 1 trừ đi 1 trên x cộng 3 phải thuộc Z. Thế nhưng 1 của chúng ta là số thuộc Z rồi. Vậy từ đó dẫn tới suy ra 1 trên x cộng 3 phải thuộc Z. X thuộc Z nên x cộng 3 cũng thuộc Z. Như vậy để cho phân số có tử là 1 Mẫu là x cộng 3 thuộc Z Điều đó dẫn tới từ hai điều này suy ra 1 sẽ phải chia hết cho x cộng 3 Được không các con? 1 phải chia hết cho x cộng 3 Hay x cộng 3 của chúng ta sẽ phải thuộc tập hợp ước của 1 Mà ước của 1 của chúng ta sẽ gồm có hai giá trị Đó là cộng trừ 1 Được không nào? Đến đây lập bảng nhá Lập bảng cho nó hoành tráng Thực tế là không cần phải lập bảng đâu Nhưng mà thôi chúng ta cứ lập bảng để nghe vẻ nguy hiểm được chưa rồi ok chúng ta điền vào <laughs> ok có bạn là bảo nguy hiểm quá nào điền vào x cộng 3 trừ 1 dương 1 vậy tìm ra x sẽ là âm 4 hoặc là âm 2 được không các con như vậy sẽ xem xem là hai cái thằng này có thỏa mãn cái điều kiện của chúng ta hay không thì quá may mắn luôn cả hai đều thỏa mãn cả lớp nhá đều thỏa mãn vậy cả lớp đi đến kết luận cho thầy vậy x thuộc tập hợp gồm hai phần tử âm 4 và âm 2 thì a của chúng ta nguyên tức là nó thuộc z đấy ạ. Ok, rồi xin mời cả lớp chữa bài. Ok, chúng ta chuyển sang ý tiếp theo các con nhá. Ok, ý số 3 của chúng ta, bài số 3 như sau. Cho biểu thức A như thế này. Đầu tiên là rút gọn, thứ hai là tính và cuối cùng, ồ câu hỏi này cũng gần giống như câu số 2 thôi. Vậy bước đầu tiên vẫn là điều kiện xác định. Điều kiện xác định của chúng ta gồm có những thằng nào? Thứ nhất, x 2 khác 0. x bình phương 4 khác 0. x 2 khác 0. Và bản thân thằng 3 trên x 2 khác 0, được chưa nào? Vậy thì cái thằng này đương nhiên là ok rồi nhưng chúng ta cứ liệt kê vào cho nó đầy đủ. Tương đương với x khác 2 và ở đây là x khác cộng trừ 2. Thằng này là x khác -2 và đến đây các con chỉ cần viết đơn giản đó là x khác cộng trừ 2 là xong. Được chưa cả lớp? Đây chính là điều kiện của chúng ta nhá Vậy với điều kiện đã có thì chúng ta sẽ đi rút gọn biểu thức A như sau. Ta có này với điều kiện là x khác cộng trừ 2 thì biểu thức A được biến đổi như sau. Biểu thức A được biến đổi như sau. Nào, A bằng 2x trên, xin lỗi 3x trên x 2 trừ 2x bình phương trừ 5 trên x bình phương trừ 4 trừ x 1 trên x cộng 2 tất cả đóng ngoặc lại chia cho 3 trên x cộng 2 rồi ok Vậy bước đầu tiên A của chúng ta sẽ bằng 3x trên x chữ 2 giữ nguyên Trừ đi 2x bình phương trừ 5 trên x chữ 2 nhân x cộng 2 Trừ đi x chữ 1 trên x cộng 2 Đóng ngọc vuông vào Chia cho 3 trên x cộng 2 Bằng Phân số đầu tiên cần phải nhân thêm thành phần còn thiếu đó là x cộng 2 Vậy trên tử của chúng ta là 3x nhân x cộng 2 nhé Trừ đi 2x bình phương trừ 5 trên tử này giữ nguyên bởi vì mẫu số đã là mẫu thức chung rồi. Trừ đi x trừ 1, đóng mở ngoặc nhân x trừ 2, tất cả x trừ 2 nhân x cộng 2. Đóng ngoặc vuông vào. Chia là nhân nghịch đảo, vậy nhân x cộng 2 trên 3. Được chưa cả lớp? Đến đây ta bằng như sau. ba phân số này đã có cùng mẫu, vậy chúng ta sẽ lấy nó là một thằng mẫu thức chung thôi. Vậy là x trừ 2 nhân với x cộng 2 các con nhé. Trên tử của chúng ta gồm những thành phần nào? 3x bình phương cộng 6x trừ 2x bình phương cộng 5 trừ đi x bình phương cộng với 3x và trừ đi 2 nhân với x cộng 2 trên 3 chém hoa quả. Vậy đến đây ta còn lại xem xem x bình phương còn những cái gì ở không? Nào chém nhá 3x bình chém với trừ 2x bình trừ x bình hết. 6 mà cộng với 3 vậy là 9 đúng không cả lớp? Đúng chưa ạ? <laughs> Vậy ta còn là 9x nhá <laughs> Sẽ còn lại là 9x à, Cộng 5 trừ 2 Vậy là còn dương 3 Chia cho x trừ 2 Nhân với 1 phần 3 này nữa Vậy đến đây kết quả còn lại là 3x cộng với 1 Chia cho x trừ 2 Được chưa cả lớp ơi Đây là kết quả cuối cùng của chúng ta Ở cái nội dung rút gọn ý đầu tiên Bài số 3 Các con kiểm tra giúp thầy xem có chính xác hay không có chính xác không ạ? <laughs> Rồi ok, thầy cảm ơn bạn thắng ạ. Đây chính là kết quả rút gọn ở ý đầu tiên của chúng ta nhé. Ý B thì thầy sẽ lấy đầu bài. À, chúng ta sẽ giữ nguyên cái kết quả này Tính A biết như thế này Thì đầu tiên ta có Đi giải cái thằng x bình phương trừ đi 2x bằng 0 trước Điều này sẽ tương đương với đặt x ra ngoài Nhân x trừ 2 bằng 0 Tương đương với hoặc x bằng 0 Hoặc là x trừ 2 bằng 0 Tức là hoặc x bằng 0 Hoặc x bằng 2 Được chưa ạ hai giá trị này cần phải kiểm tra xem có thằng nào bị vi phạm điều kiện không và đến đây ta có như sau này vì x bằng 2 không thỏa mãn điều kiện không thỏa mãn điều kiện nên loại được chưa thế còn x bằng 0 là mở ngoặc thỏa mãn điều kiện nên ta sẽ thay vào biểu thức a thay vào biểu thức a thì ta sẽ có được như sau A của chúng ta ở trên vừa rút gọn ra được là 3x cộng với 1. Thầy sẽ viết lại một lần nữa nhé, cho đầy đủ. Cộng với 1 trên x 2 này. Vậy đến đây thay x bằng 0 và ta sẽ có 3 x 0 cộng với 1 trên 0 2. Vậy kết quả sẽ là âm 1 phần 2. Nhớ có kết luận. Vậy A sẽ bằng trừ 1 phần 2 với x bằng 0. Được chưa nào? Ok. Ý C. Nó bảo rằng tìm x thuộc z để a thuộc z. Vậy đến đây ta sẽ biến đổi a một chút. Đó là 3x cộng với 1 trên x trừ đi 2. Thằng này sẽ bằng xuất hiện viên gạch ở trên tử này cả lớp ơi. Thầy sẽ đặt cái viên gạch x 2 lên trên tử nhá. 3x là 3x cân bằng rồi, 3 nhân 2 là 6, vậy đây cộng 1, vậy phải cộng giả lại là cộng 7. Vậy đến đây ta sẽ có 7 cộng với 7, 3 cộng với 7 trên x 2, được chưa nào? Thằng này thuộc Z này, Vậy cả cái tổng này muốn thuộc Z để A thuộc Z thì 7 trên x trừ 2 phải thuộc Z. Được không các con? Thằng này phải thuộc Z. Mà x của chúng ta thuộc Z nên x trừ 2 cũng thuộc Z. Vậy một phân số mà có tử và mẫu thuộc Z mà lại kết quả thu được muốn là số nguyên thì điều đó dẫn tới 7 phải là chia hết cho x trừ 2. Hay X 2 thuộc tập hợp ước của 7. Đến đây ta lập bảng nhé. Lập bảng. Cho nó nhanh. Lập bảng này. Thầy sẽ kè bảng ra. x 2 nhận các giá trị có thể là âm 7, âm 1, dương 1, dương 7. Đây chính là bốn giá trị của x mà à, thầy xin lỗi, bốn cái giá trị này được gọi là ước của 7. Vậy muốn tìm x thì ta lấy một trong bốn giá trị này cộng với hai đơn vị lên, vậy là âm 5, dương 1, dương 3 và dương 9 cả lớp nhá. Vậy trong tất cả các giá trị này đều thỏa mãn cả. Cả lớp còn nhớ điều kiện là gì không cả lớp ơi? x khác cộng trừ 2 cả lớp ạ. À. Cái điều kiện xác định của chúng ta ấy là đầu bài cho lúc đầu ấy là chúng ta đã tìm ra được điều kiện xác định đó là x khác cộng trừ 2. Như vậy cả bốn giá trị này đều thỏa mãn. Vậy các con đi đến kết luận nhé. Vậy x thuộc tập hợp gồm các phần tử âm 5, dương 1, <laughs> 3, chấm 9 thì A của chúng ta là thuộc Z hay là A nguyên. Được chưa nào? Ok, cả lớp chữa bài. 으 <clears throat> <clears throat> À, ok cái phần tách này gì ạ <laughs> rồi ok thầy sẽ giảng lại cái phần tách cái phần tách này thì thực chất nó sẽ có hai cách để tách nhá có hai cách để tách nhá thằng nhá cách thứ nhất đó là chúng ta sẽ sử dụng phép chia cách một này chia đa thức chia đa thức cho đa thức ở lớp cho thể hỏi là cái này các con đã học trên lớp chưa? Các con đã học phép chia đa thức cho đa thức chưa nhỉ? Ở trên lớp đã được học chưa? học rồi <laughs> À chia rồi gì? Ok, vậy nhìn thấy ừ. chia nhá. Ok, nhìn thấy chia này. 3x cộng với 1 mà chia cho x trừ đi 2, cách chia như sau. Chúng ta sẽ lấy cái thằng hệ số đứng ở đằng trước thằng x ở bên tay trái chia cho cái thằng hệ số đứng đằng trước của cái thành phần nằm bên tay phải. Như vậy trong trường hợp này là 3 chia cho 1, vậy thì chắc chắn nó sẽ phải bằng số 3 rồi, được không ạ? Lấy 3 thì chúng ta sẽ nhân ngược với cái thằng này lên. Vậy ta sẽ được đây là 3x. 3 nhân 2 là 6. Vậy lấy hàng trên trừ hàng dưới. Hàng trên trừ hàng dưới. Thì thầy trừ này. 3x trừ 3x hết. 1 mà trừ đi trừ 6. Vậy nó bằng dương 7. Điều này dẫn tới suy ra. 3x cộng 1 của chúng ta trên x chữ 2 sẽ bằng 3 cộng với 7 trên x trừ 2. Được chưa cả lớp? Vậy tại sao thầy có được kết quả bên trên? Chính là nhờ vào phép chia. Thế còn cách số 2 đó là sử dụng người ta gọi tên, sư phụ nghĩa đã đặt tên đó là phương pháp đặt gạch. Phương pháp đặt gạch. Được chưa nào? Vậy đặt gạch là như thế nào? Đặt gạch nhìn đặt gạch này. 3x cộng với 1 trên x trừ đi 2. Vậy thầy sẽ làm sao xuất hiện được viên gạch ở trên tử số? Và viên gạch của chúng ta là gì? Chính là đây là viên gạch. Thắng nhìn nhá viên gạch của thầy này. Đây là x trừ 2 đúng không? Vậy viên gạch x trừ 2 này thầy sẽ đặt nó lên phía trên tử là x trừ 2. Nguyên viên gạch luôn. Không làm gì cả. Khi đặt lên ý, thì chúng ta nhìn này, đây là 3x. Mà đây chỉ lại có một x thôi như vậy chúng ta cần phải nhân cái thằng viên gạch này với một cái số tự do nào để số lượng x ở hai cái tử số này cân bằng nhau. Vậy đây là 3x thì lập tức ai cũng nghĩ đến phải nhân thêm 3 vào đây. Được không ạ Thắng ơi? Bước đầu tiên. Nếu thầy nhân 3 vào đây thì tức là thầy đang nhân 3 với x 2. Vậy thằng này sẽ bằng là 3x trừ đi 6 này. Thế nhưng mà thằng này muốn làm thế nào để cân bằng với thằng 3x cộng 1 tức là cái tử của cái thằng đầu tiên này Vậy chúng ta sẽ phải cộng thêm một cái số gì đó điền vào đây để cho hai vế cân bằng nhau, đúng không hả Thắng ơi? 3x với 3x bằng nhau rồi, xong. Vậy trừ -6 cộng với bao nhiêu nữa thì bằng dương 1 nhỉ? Cộng này là bao nhiêu thành dương 1 nhỉ? Thắng nhỉ? À chính xác rồi, cộng với 7 chuẩn luôn. Vậy con điền 7 điền 7 vào đây. Nếu điền 7 vào đây thì như vậy thầy cũng sẽ có được cộng với 7 vào đây, đúng không? Chuẩn chưa? Và đến đây thì ta sẽ có này. 3 nhân x trừ 2 thầy chia cho x trừ 2 ở dưới mẫu. Thầy cộng với 7 cũng chia cho x trừ 2 ở dưới mẫu. Đây chẳng qua là phép tách tử số ra thành hai thành phần cùng chia cho mẫu mà thôi. Thằng này nó giống từ công thức này này. A cộng với B chia cho M thì sẽ bằng A chia cho M cộng B chia M. Đây là một công thức của cấp 1. Đúng không cả lớp ơi? Đúng chưa? Vậy đến đây ta có này. Hai phân số này có cùng thành phần x 2. Hai thằng này giống nhau, chém đi. Vậy đến đây ta còn lại là 3 cộng với 7 trên x 2. Và đây chính là tại sao thầy lại có được cái kết quả này. Được chưa cả lớp? Nào thắng hiểu hoàn toàn này chứ thắng ơi. Rồi, ok. Rồi next nhá. Nào, đề tiếp theo. Đề này thầy sẽ tăng tốc lên một chút. Đây là đề của ngày 13 tháng 12, giao cách đây khoảng 10 ngày, nhưng mà cũng đã hết hạn nộp rồi cả lớp nhá. Vậy thầy sẽ chữa luôn này. Bài số 1 thực hiện phép tính này thì thực hiện bằng cách nào? Thì cả lớp nhìn đây. Cách thứ nhất đó là nhân tung tất cả các cái ngoặc này ra, đơn giản chỉ có thế thôi. Còn cách thứ hai bạn nào thông minh tinh tế hơn một tí thì chúng ta sẽ đặt thừa số x 2 làm thừa số chung. Vậy đến đây các con nhìn này. x nhân x cộng 1 nhân với x 2 trừ đi x 2 đóng bằng ngoặc nhân x bình phương cộng 2x cộng với 4. Vậy đến đây ta có như sau bằng x 2 đóng bằng ngoặc nhân với thằng x nhân x cộng 1 thầy cho vào trong ngoặc trừ đi x bình phương cộng 2x cộng với 4 cho vào trong ngoặc trừ đi cho nhau. Vậy đến đây rằng x 2 đóng mở ngoặc nhân với này. Hai thằng này nhân tung ra là x bình phương cộng x trừ x bình phương trừ 2x trừ đi 4 đóng mở ngoặc vào. Vậy đến đây bằng x 2 nhân với à, trừ x trừ 4 và kết quả cuối cùng của chúng ta nhân tung nó ra là trừ x bình phương cộng 2 vậy là trừ 2x và cộng với 8 và đây chính là kết quả cuối cùng của chúng ta cả lớp nhé. Được chưa nào? Rồi, cả lớp kiểm tra xem kết quả có chính xác tuyệt đối không? <cười> <cười> ok, rồi, thì cảm ơn bạn Long. Bây giờ chúng ta xử lý đến câu B các con nhé. Câu B này thì chúng ta sẽ viết nó xuống dưới này. để dạng tích thì không ổn để dạng tích tức là nó chỉ là tích hai thằng này thôi thì ở đây ý, thầy huy mong muốn các con là phải nhân tung nó ra thầy đoán là ý đồ của thầy huy ở đây là muốn học sinh của mình là phải nhân tung cái thằng này ra các con nhá tức là bằng kết quả này thế còn để đến đây thì khả năng sẽ bị uh, sẽ bị trừ mất một ít điểm cả lớp nhớ rõ chưa nào sẽ bị trừ mất một ít điểm rồi ok cô b này 2 x nhân với 3 x trừ đi 2 trừ đi 9x cộng với 6 bằng 0 đây là một câu tìm x vậy thằng này muốn tìm x thì chúng ta sẽ làm như sau 2x nhân với 3 x trừ đi 2 trừ đi hai thằng này thầy đặt 3 ra ngoài lại được 3 x trừ đi 2 tiếp bằng 0 vậy đến đây thì chắc là cả lớp chẳng có ai không phát hiện ra được chúng ta đã xuất hiện được thừa số chung rồi đó chính là 3 x trừ đi 2 đặt làm thừa số chung trong ngoặc còn 2x 3 bằng 0. Điều này dẫn tới là gì? Tất cả cái này là biến đổi tương đương cả lớp nhá, biến đổi tương đương. Hoặc là 3x đi 2 bằng 0 hoặc là 2x đi 3 bằng 0. Và đến đây với mỗi trường hợp thầy sẽ tìm ra được x tương ứng. Trường hợp thứ nhất x bằng 2/3, trường hợp thứ hai x bằng 3/2. Vậy đến đây các con đi đến kết luận cho thầy. Vậy x thuộc tập hợp hai giá trị đó là 2/3 và 3/2. Được chưa? <laughs> ok. Rồi, tiếp tục nào. Xem câu tiếp theo là cái gì đây. Phân tích đa thức sau thành nhân tử. Nào, kéo xuống dưới nha Phân tích đa thức thành nhân tử. Cái này nó gồm có hai ý. Bài 3 thì là phân tích. Còn bài 4 là rút gọn. Thì cái bài 4 này nó gần giống như cái nội dung mà cái đề chúng ta vừa chữa ấy các con ạ. Được chưa nào? Ok. Miễn là làm cẩn thận là được Thì phân tích thằng này như sau X mũ 3 này Trừ 6x bình phương này Cộng 8x này Trừ đi 3 này Được không ạ Thằng này sẽ làm như nào đây <laughs> Đó là chúng ta sẽ làm Nhầm ra nghiệm của đa thức Nhầm nghiệm nhé Nhầm nghiệm Thầy nhầm được đây có một nghiệm Sẽ là x bằng 1 cả lớp ạ X bằng 1 hoặc nếu các con không nhẩm được thì các con sẽ dùng máy tính để ấn nghiệm nhé máy tính có một cái chức năng đó là tìm nghiệm của đa thức đây là đa thức bậc 3 thì các con sẽ tìm ra được ngay x bằng một thôi nếu có x bằng một là nghiệm thì sẽ có nhân tử là x trừ một cái này được gọi là kiểm soát nhân tử của sư phụ nghĩa thì đã được học hết rồi đúng không ạ vậy đến đây ta sẽ có được như sau x mũ ba trừ đi x bình phương trừ năm x bình phương cộng năm x cộng với ba x trừ đi ba vậy đến đây ta được x bình phương nhân với x trừ một trừ đi 5x nhân với x 1 tiếp. Được không ạ? Và cuối cùng là cộng với 3 nhân x 1. Và ta đặt được thừa số x 1 ra làm thừa số chung. Bởi vì đây là xuất hiện giống hệt nhau ở trong cả ba cái phép nhân này. Nhân với x bình phương trừ đi 5x cộng với 3. Rồi ok, đến đây là kết thúc bài toán. Bởi vì cái thành phần x bình phương trừ 5x cộng 3 kia chúng ta không tách được nữa cả lớp nhá. Không tách được nữa rồi <laughs> ờ, uy tín chưa rồi, ạ. rồi ok vậy xử lý thêm sang sang bài số 4 thôi nhanh thì còn đi đón Noel nào vội lắm rồi cả lớp xong là chữa bài tập xong có đi đón Noel không hả à? em đón Noel trong nhà với các bạn online thì ạ thế ạ đón online ạ <laughs> thế hay, thế hay đấy, đấy nhỉ <laughs> tí nữa là, là là, là cũng tạo một cái phòng một phòng đúng không vào à, xong là cũng không nhắn tin với nhau thầy ạ à, Thì không tạo thì phòng này ạ à. à thì ạ à. <laughs> ok rồi bài số 4 bài số 4 này trước hết đầu tiên phải có điều kiện xác định cả lớp nhá không được phép thiếu vậy điều kiện của chúng ta gồm những cái gì x trừ một khác 0 này x cộng một khác 0 này x bình phương trừ một khác 0 này và ngoài ra còn có thêm một thằng nữa đó là x trừ 5 trên x cộng 1 cũng phải khác không luôn. Vậy đến đây thầy sẽ bình tĩnh tính toán. X thằng đầu tiên khác 1, thằng thứ hai khác âm 1, thằng thứ ba thì khác cộng trừ 1, thằng thứ tư thì x khác 5. Như vậy kết hợp lại ta có x khác cộng trừ 1 và x khác 5 cả lớp nhá Và đây chính là điều kiện xác định của chúng ta. Có điều kiện này rồi thì chúng ta mới bắt tay vào làm các cái bài tiếp theo được các cái ý tiếp theo được được chưa nào vậy đến đây ta có đi rút gọn nó nhá nào thầy sẽ lấy cái đầu bài này xuống dưới Ok, biểu thức A của chúng ta như sau. X trên X 1 cộng với 3 trên X cộng 1 trừ đi 6x 4 trên x 1 nhân x cộng 1. Vì đã có ngoặc đơn rồi nên chúng ta tăng ngoặc này lên được một bậc chia cho x 5 trên x cộng 1. Được không ạ? Bằng. Thằng đầu tiên x 1 đương nhiên phải nhân với nhân tử phụ còn thiếu đó là x cộng 1. Vậy x nhân x cộng 1 trên tử cộng với 3 nhân với x 1 x 1 nhân x cộng 1 trừ đi 6x 4 dưới mẫu vẫn là x 1 nhân x cộng 1 mà thôi. Đóng ngoặc vuông vào. Chia là nhân nghịch đảo luôn. X cộng 1 trên x trừ 5. Được không ạ lớp? Ở ok, đến đây thầy sẽ đi lấy mẫu thức chung. Mẫu thức chung của chúng ta thì sẽ x trừ 1 nhân x cộng 1. Thế còn thằng này là x bình phương cộng x cộng với 3x trừ đi 3 trừ đi 6x cộng với 4 nhân với x cộng 1 trên x trừ đi 5. Được không ạ? Hai thằng này chém đi. Ờ, uh, x bình phương này. Cộng 1 cộng 3 là cộng 4. Vậy nó là trừ đi 2. Trừ 3 cộng 4 vậy nó là cộng với 1. Dưới mẫu là x trừ 1. Nhân với x cộng 1. Thôi chưa chém vội. Chúng ta cho nó sống thêm một cái uh, dòng nữa đi. Được chưa nào? Đến đây thì trên tử của chúng ta chính là hằng đẳng thức đáng nhớ x chữ 1 tất cả bình phương chém 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 vậy còn là x chữ 1 trên x chữ 5 được không cả lớp ơi được chưa uy tín chưa x chữ 1 trên x chữ 5 nhớ kết luận nhá luôn luôn phải có kết luận vậy A của chúng ta bằng x chữ 1 trên x chữ 5 với điều kiện x khác cộng chữ 1 chấm phẩy x khác 5 cái này là bắt buộc đấy cả lớp ạ nếu các con mà thiếu các cái kết luận như này này là bị trừ mất 0,25 điểm thế mà cái này ý, nó chính là một trong những nội dung mà các con sẽ trở thành cái kỳ thi vào cấp 3 và năm tới lớp 9 ý ạ cho nên là đến thời điểm này bạn nào mà chịu khó rèn luyện luôn từ bây giờ thì lên lớp 9 các con sẽ không cần quan tâm đến kỹ năng trình bày nữa bởi vì chúng ta đã có được một cái format bài trình bày tốt rồi được chưa Ok <laughs> Rồi đến đây câu C Tìm x Tìm x cái gì nhỉ Tìm x nguyên để A nguyên Lại giống đầu bài lần trước rồi Tìm x nguyên Để A nguyên Vậy ta có như sau A của chúng ta bằng x chữ 1 trên x chữ 5 Tiếp tục làm phương pháp đặt gạch như sau x chữ 5 Vậy viên gạch của chúng ta trên tử là x 5, được không ạ? Thế nhưng đây là x 1 thôi, vậy phải cộng giả lại 4 đơn vị, vậy sẽ bằng 1 cộng với 4 trên x 5. Được không cả lớp? Được chưa nào? Vậy đến đây ta suy ra để a nguyên thì 1 cộng với 4 trên x 5 cũng phải là nhận giá trị nguyên thì phải nhận giá trị nguyên mà x của chúng ta thuộc z nên 4 trên x trừ 5 mà thuộc z khi 4 sẽ phải chia hết cho x trừ 5. Điều đó dẫn tới suy ra x trừ 5 của chúng ta thuộc tập hợp ước của 4 nhé, cả lớp nhé. Sau đó lập bảng đi, điều chưa nào, lập bảng ok thầy sẽ kể cái bảng ra nhanh chóng như sau điền x 5 vào. Đây là x. Thế thì x 5 của chúng ta thuộc tập hợp ước của 4 sẽ gồm có các giá trị như sau. Trừ 1. Thế xin lỗi, trừ 4 đi. Liệt kê từ âm bé nhất trước. Âm 2, âm 1. 1, 2, 4. Vậy với 6 giá trị ở dòng trên thì các con sẽ tìm ra được các giá trị x tương ứng bằng cách lấy các giá trị này cộng thêm 5 đơn vị vào. Vậy thằng này cộng thêm 5 thì bằng dương 1 dương 3, dương 4, dương 6, dương 7 và dương 9 được không cả lớp ơi? Vậy đến đây cả lớp còn nhớ chúng ta có điều kiện gì không nhỉ? Đó là x cần phải khác cộng trừ 1 đúng không? Vậy trường hợp này loại mất cái giá trị này đi. Còn tất cả các giá trị còn lại đều ok. Đồng ý không ạ? Tất cả các cái thằng còn lại này đều thỏa mãn hết. Và vì thỏa mãn cho nên chúng ta sẽ có được kết luận như sau. Vậy X thuộc tập hợp gồm các phần tử 3, 4, 6, 7, 9. Thì A của chúng ta nguyên. Được chưa cả lớp ơi? Rồi. Xin mời cả lớp chữa bài để chúng ta chuyển sang nội dung bài cuối cùng nào. <cười> <cười> Ok, cả lớp ơi, chưa xong hết chưa? Yeah. ạ. Ok. <laughs> Nào, chúng ta sẽ các con chờ thầy một chút nhé. Chờ thầy một chút. <laughs> ok, nào, chúng ta sẽ chuyển sang cái nội dung, hình như thầy nhớ còn một bài cuối cùng nữa hay sao ấy. Ờ, chuẩn luôn. Bài cuối cùng của chúng ta như sau cho tam giác ABC O là một điểm nằm trong tam giác MNPQ lần lượt là trung điểm của các cạnh như này, vân 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 vân. Sau đó người ta bảo rằng là nào. Vẽ hình thôi. <laughs> Bài hình thì phải vẽ hình chắc chắn rồi, không còn cách nào khác. Tam giác ABC chúng ta sẽ vẽ tam giác nó to lên một chút các con nhé. Vẽ to lên một chút. được chưa? OK tam giác ABC O là một điểm nằm trong tam giác đâu đó chưa biết lấy bất kỳ đi A B C đâu đó một cái điểm C nằm ở đây đi. thầy chẳng biết ở đâu O nằm đây đi nhá, chưa M là trung điểm của AB, vậy sẽ lấy trung điểm trước 1 2 3 6 3 6. Như vậy nó là đâu đây đó đây này. Đây. đây là điểm M này cả lớp này. Điểm N là trung điểm của AC vậy đây. Điểm P là trung điểm của OC, ok. Xem chừng bài này khó này. Bài này có khó không cả lớp ơi? trung điểm của thằng này 1 2 3 vậy nó sẽ lấy đâu đó ở đây. 1 2 3 3,5 1,75. Đây là một điểm. Đây là điểm thứ hai, được chưa nào? Ok. À OC thì đó là điểm P. Đây là điểm Q. Sau đó nối với nhau các con nhé. được chưa Ok hình vẽ thầy đã vẽ xong rồi Bây giờ chúng ta chỉ đi chứng minh nữa thôi Nào cả lớp Chứng minh MNPQ là hình bình hành MNPQ là hình bình hành Vậy muốn chứng minh nó là hình bình hành Thì chúng ta sẽ cần phải nhớ đến dấu hiệu nhận biết của hình bình hành Đúng không ạ Và cái thằng này thì thầy định hướng như sau dấu hiệu căn cứ theo như sau. Hình bình hành có hai cặp cạnh hoặc là có một cạnh cạnh đối song song và bằng nhau MN song song với PQ đi. Được chưa nào? Và MN bằng PQ nữa. Tại sao lại có được điều này? Thì sở dĩ như sau. Ta có là điểm M, điểm N. Ta có nhớ xét tam giác ABC. Xét tam giác ABC này có M, N lần lượt là trung điểm lần lượt là trung điểm của AB, AC. Suy ra MN là đường trung bình là đường trung bình của tam giác ABC. Và chính vì nó là đường trung bình nên MN sẽ song song với BC và MN còn bằng 1 phần 2 của BC nữa cơ. Được chưa các con? Ờ, ok, xuống dòng ta có xét tam giác OBC có điểm P Q lần lượt lần lượt là trung điểm của OC và OB. Từ đó suy ra PQ cũng là đường trung bình đường trung bình của tam giác OBC được không các con và vì nó là đường trung bình cho nên chúng ta sẽ lập tức suy ra được PQ sẽ song song với BC và PQ cũng bằng 1 phần 2 của BC đây là tính chất của đường trung bình vậy đến đây ta có xét tứ giác xét tứ giác MNPQ có MN song song với PQ mở ngoặc vì cùng song song với BC. Được chưa nào? Và MN thì lại bằng PQ vì cùng bằng 1/2 của BC. Từ hai điều này dẫn tới suy ra tứ giác MNPQ là hình bình hành. Và căn cứ theo dấu hiệu nhận biết cả lớp nhé. Dấu hiệu nhận biết được chưa nào? Ok. <laughs> Được không các con? Là căn cứ theo dấu hiệu nhận biết hình bình hành. Bây giờ IB này. IB thầy sẽ viết nhỏ nhỏ ở đây thôi. Ta có như sau này. Nó bảo rằng tìm điều kiện của O để MNPQ là hình chữ nhật đúng không cả lớp? Ta có này. Tìm điều kiện của điểm O. Của điểm O. Tìm điều kiện của điểm O để... MNPQ là hình chữ nhật. Vậy ta có hình bình hành MNPQ là hình chữ nhật khi có thêm điều kiện. Điều kiện gì? Đó chính là điều kiện góc MQP bằng 90 độ. Được không các con? Và điều này khi và chỉ khi gì? MQ sẽ vuông góc với QP hoặc là PQ cũng được như nhau thôi. Được không các con? Đến đây ta sẽ có này, cả lớp nhìn nhận này. Cái điểm M này của chúng ta có phải là trung điểm của AB không cả lớp nhỉ? Là trung điểm của AB nhá. Còn điểm Q này thì lại là trung điểm của OB. Như vậy MQ thực chất chính là đường trung bình của tam giác ABO. Vậy suy ra MQ song song với AO. Ok? Vậy để MQ mà vuông góc với QP thì tức là AO của chúng ta bắt buộc phải vuông góc với PQ nhưng PQ thì lại song song với BC, nó cái khác, AO cần phải vuông góc với BC. Mà AO mà vuông góc với BC tức là gì? Tức là O sẽ nằm trên đường cao AH của BC. Được không các con? Được chưa nào? Tuy nhiên nhá, nhớ nhá. Chúng ta sẽ phải có này, điểm O này. Kết luận cuối cùng này. O nằm trên nằm trên đường cao AH của tam giác ABC. Nhớ là O không được O không trùng với không trùng với A và H. Có biết vì sao không cả lớp ơi? Bởi vì nếu mà nó trùng ấy thì các con làm sao mà xuất hiện được cái cái điểm P và điểm Q? Mà không xuất hiện được điểm P điểm Q thì làm sao có được cái hình bình hành và hình chữ nhật, đúng không cả lớp? Cả lớp có hiểu được điều này không ạ? Vậy cả lớp phải nhớ cho thầy nhá. Trong trường hợp này điều kiện của chúng ta ấy là điểm O nằm trên đường cao AH nhưng mà không được trùng với điểm A và cũng không được trùng với điểm H. Nếu nó trùng thì lập tức cái MNPQ này không còn là tứ giác nữa. Nào cả lớp. Các con hiểu hoàn toàn bài này chưa? Hiểu rồi ạ. Ok. Rồi cả lớp ơi, có bạn nào không hiểu cần hỏi thầy phần nào không? Hay là tất cả các con đều nhất trí 100% rồi? <laughs> có bạn nào đặt ra câu hỏi cho thầy ở hai cái phiếu bài tập của tuần trước và tuần này không? OK. Đây hai cái phiếu đây, à, một phiếu của tuần 10 6 tháng 12 và một phiếu ngày 13 tháng 12. ok <laughs> chữa nhanh là bởi vì do người chữa chứ đấy là chữa nhanh hay chậm là do người chữa đúng không? <laughs> vấn đề là các con bản thân các con cũng hiểu cho nên là sẽ nó sẽ không có nhiều cái vấn đề mà cần phải trao đổi phải tương tác đúng không nào chứ còn ví dụ một cái đề rất khó sau đó các con bảo ơi thầy ơi chỗ này em không hiểu chỗ này con không hiểu chỗ kia bạn này không hiểu bạn kia không hiểu thì đương nhiên thầy sẽ phải giảm chậm lại kỹ càng hơn đúng không ạ Thế còn những cái bài như thế này thì nó mang tính chất là nó không quá phức tạp. Các con đều đã hiểu và xử lý nó rồi. Cho nên cái việc khi chữa ấy thì các con sẽ hiểu kỹ càng hơn, nhanh hơn. Ngoài ra ấy, học thêm được một chút về cái cách thức trình bày nữa, được không nào? Ok chưa? Rồi nhá. Rồi vậy đến đây. Nếu như các con không còn câu hỏi nào dành cho thầy thì chúng ta sẽ kết thúc buổi chữa bài tập này tại đây, được không ạ? À? Ok. Ừ. thầy xin chào tạm biệt tất cả các con hẹn gặp lại các con vào buổi chữa bài tập của tuần tiếp theo nhé thầy dạ vâng em chào thầy dạ vâng ạ <cười> <cười> ok thầy xin phép là dừng phòng học của chúng ta tại đây các con nhé